một chú ông bé nhỏ bị lạc đàn. Tội nghiệp quá. Ông ơi, đừng đốt tao, để tao gỡ cho mày thoát ra rồi tìm về tổ nhé. Cố đập cánh cho khỏe vào, rồi tìm đường về với đàn của mình đi. Đừng cô đơn giống tao, buồn lắm. Thư sinh chăm chỉ học làm sao? Ồ, sao lại có cô gái trong núi sâu thế này? Lạ thật. Chào chàng thư sinh chăm học. Cô là ai? Người ở đâu đến đây? Có nói chàng cũng không hiểu, không biết được đâu. Cô cứ nói đi, cớ sao đêm hôm cô lại đi lại trong núi sâu thế này? Chẳng lẽ cô không sợ thú dữ hay ma quỷ gì sao? Thiếp thấy chàng ở trong rừng sâu một mình thế này nên muốn đến làm bạn cùng chàng. Chàng nhìn xem, thiếp chẳng phải là kẻ cắn nuốt người, việc gì phải hỏi đến cùng cho mệt. Kể cũng đúng, trông cô ấy thế kia thì chẳng thể là phường hại người, lại xinh đẹp khó ai sánh bằng. Có người bạn thế này ta càng thêm đỡ buồn. Thế mời cô lại đây trò chuyện cùng tôi. Tôi cũng chỉ là thư sinh nghèo, nhà cửa chẳng có gì để phải sợ người lạ đột nhập cả. Cảm ơn chàng đã tin cậy. Sống một mình trong núi sâu bao lâu nay, có gặp người hay ma thì cũng chẳng sao. Hơn nữa dung mạo cô ấy là xuất thần thế này, không tiếp chuyện mà đuổi đi thật cũng chẳng nỡ chút nào. Nàng ấy hẳn không phải người thường, cớ sao cơ thể nhìn khác lạ thế kia? Nhưng quả thực nàng ấy quá đẹp. Trò chuyện tâm giao, dân già chăng cảnh sinh lòng thương mến. Đêm đến hai người ngủ cùng nhau, từ đó không đêm nào cô gái không tới. Cớ sao chàng sống một mình trong núi sâu thế này? Chuyện của ta dài lắm. Chàng kể cho thiếp nghe được không? Sở dĩ ta lên đây một mình cũng là có nguyên do. Ta vốn là kẻ mồ côi, nhưng luôn muốn học hành đến nơi đến chốn để có tương lai. Một hôm ta vô tình cứu giúp một người con gái suýt chết đuối. Sau đó ta và nàng kết duyên, nhưng vì ta quá nghèo, nàng bỏ ta đi mà theo một người đàn ông giàu có khác. Tuổi hổ buồn chán nên ta bỏ lên núi sống một mình, chú tâm ôn thi học hành. Ban đầu ta quán than mình vô phước, gặp người không biết ơn nghĩa, nhưng nghĩ lại thì cũng coi như ta và nàng ấy vô duyên vô phận mà thôi. Thôi, chuyện cũ không nên nhắc lại. Bấy nay trò chuyện tâm giao, ta chưa một lần thấy nàng tiếng to, giọng nhỏ mượt như vậy. Hẳn nàng hát sẽ khiến người nghe tiêu hồn. Thiếp chẳng dám ca đâu, nhỡ đâu tiêu mất hồn chàng thì sao? Kể từ khi gặp nàng, hồn của ta cũng tiêu rồi. Chi bằng nàng hãy ca một khúc cho ta nghe đi. Đừng lúc nâng chén tiêu sầu lại thêm khúc ca của nàng nữa thì tuyệt biết bao. Thôi, thiếp chẳng dám ca đâu, chúng ta cứ cùng uống rượu với nhau thế này cũng vui mà. Chẳng lẽ nàng không chịu ta một chút sao? Hay là nàng còn so đo tiếc rẻ với ta điều gì? Thú thực, thiếp chẳng tiếc gì với chàng đâu, chỉ sợ người khác nghe được thì nguy. Có ta ở bên, nàng còn lo lắng gì nữa? Phận thiếp mỏng không như chàng, nhưng thôi, chàng đã nói thế rồi và chàng lại thích đến thế thì xin dâng chút tài mọn để chàng thưởng thức. Có điều thiếp chỉ hát nhỏ để tỏ lòng với chàng thôi nhé. Được, được, chỉ cần ta đủ nghe là được. Nàng ca đi. Cảnh cửu tiếng chim kêu, giữa đêm em chạy tảng, chẳng hờn ướt giày thêu, chỉ sợ chàng không bạn. Tiếng ca của nàng uyển chuyển, ấm áp, tai nghe mà lòng rung động. Chỉ có điều ta nghe có tiếng do de như tiếng ong bay đâu đây. Thôi chết, thiếp phải ghé ra xem, đề phòng ngoài song cửa có người biết. Cớ sao nàng có vẻ sốt ruột và lại lo ngờ quá thế? Chàng không biết sao? Người ta vẫn có câu, mà sống trộm thường sợ người.
Thân phận thiếp là thế mà. Không lẽ nàng là... Chàng nghi ngờ mà chi cho mệt lòng. Dẫu sao thiếp cũng đã cùng chàng ngủ chung bao đêm, thiếp chẳng hại gì đến chàng cả. Chỉ muốn bầu bạn với chàng cho đỡ cô đơn mà thôi. Giá như tình này kéo dài được thì hay biết mấy. Nàng nói vậy thì ta cũng đã hiểu phần nào. Thôi thì ta sẽ không thắc mắc nữa. Dẫu có tình người duyên ma, ô cũng là phận duyên của hai ta. Ta cảm thấy vui, nàng thấy hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Nhưng có điều, đêm nay nàng cứ nói những lời như chúng ta sắp chia tay vậy. Điều đó khiến ta lo lắng. Chắc như thế thật. Chút phận bình sinh có lẽ chấm dứt ở đây chăng? Nàng nói gì ta không hiểu. Cớ sao đêm nay cứ thốt ra những lời gỡ nhiều lành ít như thế? Thiếp thấy lòng hồi hộp thật sự. Lộc của thiếp đến đây là hết thật rồi. Có chuyện gì hãy nói ta nghe. Chúng ta đến hôm nay cũng chẳng còn xa lạ gì cả. Chàng là người tốt, làm thiếp cũng chẳng nỡ rời xa. Giá như... Nàng đi đâu vậy? Đêm nay nàng cứ hốt hoảng lo sợ, khiến ta cũng bồn chồn không yên. Không hiểu sao lòng thiếp tự nhiên cứ thảng thốt khiếp sợ. Xin chàng tiễn thiếp ra khỏi cửa được không? Được, để ta đưa nàng ra. Chàng đứng đây trông cho thiếp nhé. Đợi thiếp vừa khỏi tường này rồi hẳn vào. Được rồi, nàng cứ yên tâm mà rời đi. Ồ, nàng ấy dục đến rồi thoát đi. Đúng như ta nghĩ, nàng ấy hẳn không phải người bình thường. Thôi thì phận ta gặp nàng cũng là đoạn duyên ấm áp. Dẫu sao ta vẫn mến thương nàng. Có chuyện gì vậy nhỉ? Trời ơi, vẫn là mày sao ông nhỏ? Đã bảo rời đi từ hôm trước mà cứ quẩn quanh ở đây làm chi để bị hại thế này? Để tao gỡ mày ra nhé. Ồ, mày có vẻ đang tỉnh dần lại rồi đấy, ông nhỏ à. Ồ, mày còn biết chữ sao? Chữ tạ sao? Một con ong xanh. Và nàng ấy cũng áo xanh. Ta hiểu rồi, vạn vật đều có linh hồn. Đó chính là nàng. Nàng muốn cảm tạ ơn cứu mạng của ta và đã làm bạn đời với ta biết bao ngày qua. Có phải nàng đó không? Người con gái áo xanh. Gặp nàng ta không hề hối tiếc. Dẫu ma hay người, nhưng có tấm lòng biết tình nghĩa ân huệ thế này, có người sống cũng chẳng được như vậy. Đạo lý từ chiếc chăn bông. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị thí chủ có lòng bố thí làm phước giúp tiểu tăng ạ? Không có đâu, mời tiểu sư phụ đi nơi khác. Sao dạo này lắm hòa thượng đi khất thực thế? Sáng giờ phải 3-4 thầy đi qua rồi đấy các chị nhỉ? Đúng đấy, chả biết hòa thượng thật hay giả, suốt ngày đi khất thực, lễ lạc lên chùa suốt mà vẫn ấy chổng ấy chơ. Hay là chùa thầy không thiên, rằm này chị em mình đi chùa khác thử xem sao. Phải đấy, em nghe bảo chùa làng bên thiên lắm, tháng này mình đi lễ bên đấy thử xem. Vào chùa thì điều hiu, hương khói cũng lạnh ngắt thế chị nhỉ? Ở chùa đừng nói vậy em, mình đi cúng bái cho yên lòng thôi, còn chùa có các sư coi sóc rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi dào, các thầy coi sóc thế nào chứ, chùa vắng như bà đanh lại còn sập xế thế này thì làm gì có ai đến khấn vái. Ở chùa ăn nói phải giữ mồm giữ miệng chứ, hôm nay ngày thường nên vắng, em không thích thì sau mình đi chùa khác. Nữ thí chủ ấy nói khó nghe quá thầy ạ. À. Nam mô A Di Đà Phật. Tu dưỡng không phán xét, một lòng hướng Phật. Dạ, con biết rồi thưa thầy. Thưa thầy, mấy hôm nay con đi khất thực, nhưng đều nghe mọi người nghi ngờ sư giả sư thật. Hình như
nhiều người lợi dụng lòng từ bi của Phật Pháp mà làm điều càng quấy. Âu cũng là mưu cầu quá lớn. Có người còn gọi con là sư quan, nên nhiều ngày con đi khất thực toàn bị dè biểu chứ không được như trước. Mấy tháng nay ngày lễ ngày rằm, chùa ta cũng thương người tới thắp hương thầy ạ. Chùa nhỏ chỉ có hai thầy trò nên vắng vẻ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng chúng ta thành tâm coi sóc rồi sẽ thành ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông chùa ngân vang không ngớt. Dạ thưa thầy. Con đi xem lại cửa nẻo, đóng cẩn thận, đêm nay có lẽ mưa to. Vâng thưa thầy. Ai, ai đấy? Trộm, trộm, thầy ơi, có trộm. Thí chủ là... Thầy ơi, có trộm, thầy ơi. Thầy ơi, thầy có sao không ạ? Ta không sao, con có bị thương ở đâu không? Dạ, con không sao, con giật được khăn bịt mặt của tên trộm. Nhưng tối quá không kịp nhìn rõ. Thầy có thấy mặt hắn không ạ? Mình đi báo quan đi thầy. Không cần đâu, không ai bị thương là tốt rồi. Nhưng hắn lấy trộm hết tiền công đức của chùa rồi ạ. A-di-đà-phật, số tiền không nhiều, không cần làm lớn chuyện. Này, các chị biết không, lão Quánh đi tù về rồi đấy. Sao người ta không cho lão ở tù mọt gông luôn đi nhỉ? Ừ, bữa tôi gặp lão trên đường mà cứ rờn rợn các cô ạ. À, người đâu nhìn đến khiếp. Bà cụ nhà hắn hiền lành, cố đẻ được đứa con trai tưởng được nhờ cậy tuổi già. Mà nào ngờ, con tù con tội còn phải chăm ngược lại nó. Lão Quánh là ai? Bị tội gì phải đi tù hả các chị? Cô mới về làng nên không biết. Lão Quánh cũng là người làng mình, con bà Năm đấy. Nhà lão ngay ngõ trên nhà cô. Lão bị bắt vì tội trộm cắp, vợ lão chả chịu nổi, bỏ lão rồi. Lão đi tù mấy năm, nay mãn hạn nên được về rồi. Mà lão ấy cũng gan, dám lấy trộm của nhà lão Dần, đĩa chủ làng mình. Lão Dần vốn có phải tay vừa đâu. Hôm trước nhà em đóng cổng thì nghe động dưới vườn, đánh tiếng hỏi ai đấy thì nghe thấy tiếng chân chạy. Có lẽ nào là... Chết, có gì mất không? Không, lão chồng kể em còn nghĩ chắc chó mèo nhà ai lạc. Này nghe các chị nói, em mới nghĩ, không biết phải lão không. Làng mình trước giờ có ai có tật tấy mấy đâu. Dầu lão Quánh ra tù về mới có chuyện. Bây giờ cửa nẻo phải cẩn thận, xảy ra mất trộm như chơi. Thôi nhanh chân về các chị ơi, nắng lên đỉnh đầu rồi. Thưa thầy, hôm nay đi hành khất, con nghe người làng nói về chuyện ông Quánh. Ông ấy đi tù về vì tội trộm cắp phải không thầy? Đó là chuyện đã qua rồi. Người làng cũng nói dạo này hay mất đồ, mà chùa ta hôm qua vừa bị trộm xong. Kẻ trộm hôm qua có lẽ nào là... Trời tối, ta và con đều không nhìn rõ mặt. Đừng võ đoán rồi quy chụp mà đổ oan cho người ta. Nhưng dạo này xảy ra nhiều chuyện, chùa khó khăn mà còn bị trộm hết tiền công đức. Thầy thì không chịu báo quan. Hôm nay con đi khất thực, trời lạnh như vậy mà không có một ai bố thí cho. Bây giờ bên ngoài gió mùa đông bắc thổi mạnh, con có thấy lạnh không? Dạ có, chân tay con tê cống cả rồi. Con dọn dẹp đóng cửa rồi thầy trò ta đi nghỉ sớm. Bây giờ con có thấy ấm không? Dạ, giờ được nằm trong chăn nên con thấy ấm rồi ạ. Lúc nãy chăn bông để ở trên giường thì lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Con nghĩ chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông? Dạ, tất nhiên là con người làm ấm cho chăn rồi ạ. Chăn là đồ vật, sao làm ấm cho chúng ta được ạ? Chăn bông đã không cho chúng ta sự ấm áp, lại còn cần chúng ta sưởi ấm nó. Như thế thì chúng ta còn đắp chăn bông làm gì? Dạ, dù chăn bông không sưởi ấm cho chúng ta, nhưng chăn bông dày lại có thể giữ hơi ấm cho chúng ta, khiến cho chúng ta ấm áp và ngủ ngon ạ. Chúng ta là hòa thượng tụng kinh rung chuông, chẳng phải là giống người nằm dưới chăn bông. Còn những chúng sinh kia, chẳng phải họ là một cái chăn bông dày đó sao? Thưa thầy, con chưa hiểu. Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Đến khi đó, chiếc chăn bông dày cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Dạ, đừng chấp niệm với những điều không đáng. Nếu giữ sự ghét bỏ trong tâm sẽ sinh phiền não. Cứ đối với người bằng tấm lòng, tự con sẽ nhận lại sự ấm áp.
một năm sau. Có chuyện gì vậy? Thưa thầy, con thấy có chiếc hộp này để ở trước cổng chùa ta. Cách đây một năm, vì mẹ già bệnh nặng mà không có tiền chữa trị, nên tôi mới tung quá làm liều, lấy hòm công đức của nhà chùa. Là thư của kẻ trộm đã đến lấy tiền của nhà chùa chúng ta năm ngoái sao ạ? Công chúa đẹp hơn tiên và hoàng tử cầu vồng. Ngày xưa ngày xưa, có nàng công chúa Hana tuyệt sắc gia nhân. Chính vua cha đã ví con nàng là công chúa đẹp hơn tiên. Hana càng lớn càng xinh đẹp, và vua cha nàng không thể ngờ được chính bí phong của ngài đã khiến con gái rơi vào hiểm nguy khi mạo phạm các vị tiên. Con bé năm nay mới lên 8 mà đã xinh đẹp dáng trần, nhưng ví là đẹp hơn tiên thì ông vua đó quá ngạo mạn. Người sẽ phải trả giá. Dòng dõi tiên tộc khiến ta không thể lấy mạng của ngươi. Được thôi, ta đây sẽ chăm sóc cho ngươi. Bà là ai? Tại sao bà lại bắt cóc ta, muốn lấy mạng của ta? Hãy hỏi người cha ngông cuồng dám ví von ngươi đẹp hơn tiên ấy. Ta là tiên Lagri, hãy nhớ lấy tên của ta. Còn bây giờ, nghe cho rõ, ngươi phải giữ cho lửa trong bếp lò kia không bao giờ tắt. Vua cha sẽ sớm tìm đến cứu mình ra khỏi đây thôi. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, Hana vẫn không thể được giải cứu. Nàng dần quen với cuộc sống cô đơn, đêm ngày giữ lửa trong bếp lò. Nàng ơi, nàng chớ có sợ, bao lâu yên lặng ngắm nàng, giờ ta mới dám mở lời. Hả? Ai vậy? Thật ra ta là một vị hoàng tử. Vì vua cha ta gây thù với bà tiên ác Lavri, nên ta bị bà ta lấy mất hình hài, nhốt vào lâu đài này. Chỉ cất tiếng nói được thì có cầu vồng thôi. Thật là có chuyện như vậy thật sao? Vốn dĩ ta rất đau đớn, bất lực, nhưng từ khi biết trong lâu đài còn có nàng, ta được an ủi biết bao. Thì ra là như vậy. Ta vốn cũng bị bà tiên ác đó bắt cóc tới đây. Bà ấy bắt ta phải giữ lửa trong bếp lò ở điện không bao giờ tắt. Từ hôm đó, Hana cùng chàng hoàng tử cầu vồng thường xuyên trò chuyện, thấu hiểu lẫn nhau. Hôm nay không có mặt trời, cầu vồng không xuất hiện, mình không nói chuyện với chàng được rồi. Ta đợi chàng đã mấy hôm nay, cuối cùng đã có nắng lên rồi. Và ta cũng vậy, ta mong từng ngày nắng lên. Hả? Thôi chết, mãi nói chuyện cùng với chàng, ta quên mất bếp lò trong điện rồi. Vậy nàng mau vào xem đi.
Nhìn đi, lửa đã tắt ngấm rồi kìa. Ta xin lỗi, ta nhất định sẽ thổi lửa cháy lại. Thôi làm việc vô ích đi. Bây giờ nhà ngươi lập tức đi xin nữa nhà bà Logri cho ta. Đi ra khỏi lâu đài, rẽ phải một dặm sẽ đến hang động của Logri. Đi ngay cho ta đi. Cơ hội trừ khử ngươi cuối cùng cũng đã đến. Mụ quỷ Logri đó sẽ thay ta kết liễu nhà ngươi. Bà Logri. Nhưng mụ Logri không ngờ được Hana đã gặp chồng Logri, kẻ luôn mê đắm cái đẹp. Trời ơi, trên đời có cô gái xinh đẹp đến nhường này hay sao? Mà cô là ai vậy? Là tiên hay quỷ? Tôi vốn là một công chúa, từ lâu đã bị bà tiên ác Larry bắt đến lâu đài của bà ấy. Xin hỏi bà Logri có ở nhà không ạ? Tôi đến muốn xin một ít lửa. Vậy là cô là con người? Ai xui cô đến nhà của quỷ để xin lửa vậy? Là bà Larry. Ông nói nhà của quỷ là sao chứ? Đừng sợ, chúng ta không gây hấn với người. Tuy vậy mụ vợ của ta sẽ lấy mạng người nào bén mảng đến đây. Nhưng cô bay rồi, mụ không ở nhà, ta sẽ cho cô lửa. Sao lại có thể từ chối người đẹp chứ? Nếu có bị mụ Larry đó khống chế, hãy ngậm viên ngọc này. Hy vọng cô gái xinh đẹp sẽ sớm thoát khỏi cái vùng đất của quỷ và tiên ác này. Chuyện quái quỷ gì đây? Thả ta ra, ta đã mang lửa về cho bà rồi mà. Rồi sẽ đến lúc ta trừ khử được mi. Ngày mai trước hết sẽ là ngày tận mạng cho gã nhân tình của mi. Bà không được làm hại chàng ấy. Bị nhốt ở đây rồi, mình không thể gặp được chàng ấy. Không biết bà ấy định làm gì chàng nữa. À, phải rồi, không có đài phun nước vẫn có thể tạo ra cầu vồng mà. Hana ơi, giờ ta sắp phải rời khỏi đây này rồi. Mụ Larry sắp bắt ta đi. Ta chỉ lo cho nàng thôi. Nhưng mụ Larry định đưa chàng đi đâu chứ? Ta cũng không biết nữa. Phải đang triệu hồi ta, hình như là đến một căn liều hang ở bìa rừng. Hana, thật bất lực vì không thể giúp nàng lúc này. Hana, nếu còn có thể gặp lại. Hana. Hoàng tử. Khi mụ Larry khống chế, hãy ngậm viên ngọc vào miệng. Mình nhất định phải ra được khỏi đây để đến căn liều hoang cứu chàng. Đứng lại! Lần này ta sẽ trực tiếp lấy mạng của ngươi, đừng hòng chạy thoát. Ánh sáng quái quỷ gì thế này? Mắt của ta làm sao thế này? Đứng lại, ta phải giết ngươi. Đúng là căn liều này rồi. Chàng ơi, có phải là chàng đó không? Bà Larry đã làm gì chàng rồi? Chàng mau tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ mà. Hana, đúng là nàng rồi. Hoàng tử. Hana, khi ấy là ta muốn nói với nàng, nếu còn có thể gặp lại, nàng hãy làm vợ ta nha. Hai người sau đó nên duyên. Sau đám cưới ở đất nước của hoàng tử, công chúa cùng chồng của mình trở về vương quốc cha mẹ ruột của cô. Sau bao năm xa cách, đức vua và hoàng hậu vui mừng khôn xiết khi gặp lại con gái. Một chú ong bé nhỏ bị lạc đàn, tội nghiệp quá. Ông ơi, đừng đốt tao, để tao gỡ cho mày thoát ra rồi tìm về tổ nhé.
cố đập cánh cho khỏe vào, rồi tìm đường về với đàn của mình đi. Đừng cô đơn giống tao, buồn lắm. Thư sinh chăm chỉ học làm sao? Ồ, sao lại có cô gái trong núi sâu thế này? Lạ thật. Chào chàng thư sinh chăm học. Cô là ai? Người ở đâu đến đây? Có nói chàng cũng không hiểu, không biết được đâu. Cô cứ nói đi, cớ sao đêm hôm cô lại đi lại trong núi sâu thế này? Chẳng lẽ cô không sợ thú dữ hay ma quỷ gì sao? Thiếp thấy chàng ở trong rừng sâu một mình thế này nên muốn đến làm bạn cùng chàng. Chàng nhìn xem, thiếp chẳng phải là kẻ cắn nuốt người, việc gì phải hỏi đến cùng cho mệt. Kể cũng đúng, trông cô ấy thế kia thì chẳng thể là phường hại người, lại xinh đẹp khó ai sánh bằng. Có người bạn thế này ta càng thêm đỡ buồn. Thế mời cô lại đây trò chuyện cùng tôi. Tôi cũng chỉ là thư sinh nghèo, nhà cửa chẳng có gì để phải sợ người lạ đột nhập cả. Cảm ơn chàng đã tin cậy. Sống một mình trong núi sâu bao lâu nay, có gặp người hay ma thì cũng chẳng sao. Hơn nữa dung mạo cô ấy lại xuất thần thế này, không tiếp chuyện mà đuổi đi thật cũng chẳng nỡ chút nào. Nàng ấy hẳn không phải người thường, cớ sao cơ thể nhìn khác lạ thế kia? Nhưng quả thực nàng ấy quá đẹp. Trò chuyện tâm giao, dần dà chàng cảnh sinh lòng thương mến. Đêm đến hai người ngủ cùng nhau, từ đó không đêm nào cô gái không tới. Cớ sao chàng sống một mình trong núi sâu thế này? Chuyện của ta dài lắm. Chàng kể cho thiếp nghe được không? Sở dĩ ta lên đây một mình cũng là có nguyên do. Ta vốn là kẻ mồ côi, nhưng luôn muốn học hành đến nơi đến chốn để có tương lai. Một hôm ta vô tình cứu giúp một người con gái suýt chết đuối. Sau đó ta và nàng kết duyên, nhưng vì ta quá nghèo, nàng bỏ ta đi mà theo một người đàn ông giàu có khác. Tuổi hổ buồn chán nên ta bỏ lên núi sống một mình, chú tâm ôn thi học hành. Ban đầu ta oán than mình vô phước, gặp người không biết ơn nghĩa. Nhưng nghĩ lại thì cũng coi như ta và nàng ấy vô duyên vô phận mà thôi. Thôi, chuyện cũ không nên nhắc lại. Bấy nay trò chuyện tâm giao, ta chưa một lần thấy nàng tiếng to, giọng nhỏ mượt như vậy. Hẳn nàng hát sẽ khiến người nghe tiêu hồn. Thiếp chẳng dám ca đâu, nhỡ đâu tiêu mất hồn chàng thì sao? Kể từ khi gặp nàng, hồn của ta cũng tiêu rồi. Chi bằng nàng hãy ca một khúc cho ta nghe đi. Đừng lúc nâng chén tiêu sầu lại thêm khúc ca của nàng nữa thì tuyệt biết bao. Thôi, thiếp chẳng dám ca đâu. Chúng ta cứ cùng uống rượu với nhau thế này cũng vui mà. Chẳng lẽ nàng không chịu ta một chút sao? Hay là nàng còn so đo tiếc rẻ với ta điều gì? Thú thực, thiếp chẳng tiếc gì với chàng đâu. Chỉ sợ người khác nghe được thì nguy. Có ta ở bên, nàng còn lo lắng gì nữa? Phận thiếp mỏng, không như chàng. Nhưng thôi, chàng đã nói thế rồi và chàng lại thích đến thế, thì xin dâng chút tài mọn để chàng thưởng thức. Có điều thiếp chỉ hát nhỏ để tỏ lòng với chàng thôi nhé. Được, được, chỉ cần ta đủ nghe là được. Nàng ca đi. Cảnh cửu tiếng chim kêu, giữa đêm em chạy tảng. Chẳng hờn ướt giày thêu, chỉ sợ chàng không bạn. Tiếng ca của nàng uyển chuyển, ấm áp, tai nghe mà lòng rung động. Chỉ có điều ta nghe có tiếng do de như tiếng ong bay đâu đây. Thôi chết, thiếp phải ghé ra xem, đề phòng ngoài song cửa có người biết. Cớ sao nàng có vẻ sốt ruột và lại lo ngợi quá thế? Chàng không biết sao? Người ta vẫn có câu mà sống trộm thường sợ người. Thân phận thiếp là thế mà. Không lẽ nàng là... Chàng nghi ngờ mà chi cho mệt lòng. Dẫu sao thiếp cũng đã cùng chàng ngủ chung bao đêm,
thiếp chẳng hại gì đến chàng cả. Chỉ muốn bầu bạn với chàng cho đỡ cô đơn mà thôi. Giá như tình này kéo dài được thì hay biết mấy. Nàng nói vậy thì ta cũng đã hiểu phần nào. Thôi thì ta sẽ không thắc mắc nữa. Dẫu có tình người duyên ma, ô cũng là phận duyên của hai ta. Ta cảm thấy vui, nàng thấy hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Nhưng có điều, đêm nay nàng cứ nói những lời như chúng ta sắp chia tay vậy. Điều đó khiến ta lo lắng. Chắc như thế thật. Chúc phận bình sinh có lẽ chấm dứt ở đây chăng? Nàng nói gì ta không hiểu. Cớ sao đêm nay cứ thốt ra những lời gỡ nhiều lành ít như thế? Thiếp thấy lòng hồi hộp thật sự. Lộc của thiếp đến đây là hết thật rồi. Có chuyện gì hãy nói ta nghe. Chúng ta đến hôm nay cũng chẳng còn xa lạ gì cả. Chàng là người tốt, làm thiếp cũng chẳng nỡ rời xa. Giá như... Nàng đi đâu vậy? Đêm nay nàng cứ hốt hoảng lo sợ, khiến ta cũng bồn chồn không yên. Không hiểu sao lòng thiếp tự nhiên cứ thảng thốt khiếp sợ. Xin chàng tiễn thiếp ra khỏi cửa được không? Được, để ta đưa nàng ra. Chàng đứng đây trông cho thiếp nhé. Đợi thiếp vừa khỏi tường này rồi hẳn vào. Được rồi, nàng cứ yên tâm mà rời đi. Ồ, nàng ấy dục đến rồi thoát đi. Đúng như ta nghĩ, nàng ấy hẳn không phải người bình thường. Thôi thì phận ta gặp nàng cũng là đoạn duyên ấm áp. Dẫu sao ta vẫn mến thương nàng. Có chuyện gì vậy nhỉ? Trời ơi, vẫn là mày sao ông nhỏ? Đã bảo rời đi từ hôm trước mà cứ quẩn quanh ở đây làm chi để bị hại thế này? Để tao gỡ mày ra nhé. Ồ, mày có vẻ đang tỉnh dần lại rồi đấy, ông nhỏ ạ. Ồ, mày còn biết chữ sao? Chữ tạ sao? Một con ong xanh. Và nàng ấy cũng áo xanh. Ta hiểu rồi, dạng vật đều có linh hồn. Đó chính là nàng. Nàng muốn cảm tạ ơn cứu mạng của ta và đã làm bạn đời với ta biết bao ngày qua. Có phải nàng đó không? Người con gái áo xanh. Gặp nàng ta không hề hối tiếc. Dẫu ma hay người, nhưng có tấm lòng, biết tình nghĩa ơn huệ thế này, có người sống cũng chẳng được như vậy. Đạo lý từ chiếc chăn bông. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị thí chủ có lòng bố thí làm phước giúp tiểu tăng ạ? Không có đâu, mời tiểu sư phụ đi nơi khác. Sao dạo này lắm hòa thượng đi khất thực thế? Sáng giờ phải 3-4 thầy đi qua rồi đấy các chị nhỉ? Đúng đấy, chả biết hòa thượng thật hay giả, suốt ngày đi khất thực, lễ lạc lên chùa suốt mà vẫn ế chổng ế chơ. Hay là chùa thầy không thiên, rằm này chị em mình đi chùa khác thử xem sao? Phải đấy, em nghe bảo chùa làng bên thiên lắm, tháng này mình đi lễ bên đấy thử xem. Vào chùa thì điều hiu, hương khói cũng lạnh ngắt thế chị nhỉ? Ở chùa đừng nói vậy em, mình đi cúng bái cho yên lòng thôi. Còn chùa có các sư coi sóc rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi dào, các thầy coi sóc thế nào chứ? Chùa vắng như bà đanh, lại còn sập xế thế này thì làm gì có ai đến khấn vái? Ở chùa ăn nói phải giữ mồm giữ miệng chứ. Hôm nay ngày thường nên vắng, em không thích thì sau mình đi chùa khác. Nữ thí chủ ấy nói khó nghe quá thầy ạ. À. Nam mô A Di Đà Phật. Tu dưỡng không phán xét, một lòng hướng Phật. Dạ, con biết rồi thưa thầy. Thưa thầy, mấy hôm nay con đi khất thực, nhưng đều nghe mọi người nghi ngờ sư giả sư thật. Hình như nhiều người lợi dụng lòng từ bi của Phật Pháp mà làm điều càng quấy. Ô cũng là mưu cầu quá lớn. Có người còn gọi con là sư quan, nên nhiều ngày con đi khất thực toàn bị dè biểu,
chứ không được như trước. Mấy tháng nay ngày lễ ngày rằm, chùa ta cũng thưa người tới thắp hương thầy ạ. À, chùa nhỏ chỉ có hai thầy trò nên vắng vẻ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng chúng ta thành tâm coi sóc rồi sẽ thành ngôi chùa ngàn vang, tiếng chuông chùa ngân vang không ngớt. Dạ thưa thầy. Con đi xem lại cửa nẻo, đóng cẩn thận, đêm nay có lẽ mưa to. Vâng thưa thầy. Ai, ai đấy? Trộm, trộm, thầy ơi, có trộm. Thí chủ là... Thầy ơi, có trộm, thầy ơi. Thầy ơi, thầy có sao không ạ? Ta không sao, con có bị thương ở đâu không? Dạ, con không sao, con giật được khăn bịt mặt của tên trộm. Nhưng tối quá không kịp nhìn rõ. Thầy có thấy mặt hắn không ạ? Mình đi báo quan đi thầy. Không cần đâu, không ai bị thương là tốt rồi. Nhưng hắn lấy trộm hết tiền công đức của chùa rồi ạ. A-di-đà-phật, số tiền không nhiều, không cần làm lớn chuyện. Này, các chị biết không, lão Quánh đi tù về rồi đấy. Sao người ta không cho lão ở tù mọt gông luôn đi nhỉ? Ừ, bữa tôi gặp lão trên đường mà cứ rờn rợn các cô ạ. À, người đâu nhìn đến khiếp, bà cụ nhà hắn hiền lành, cố đẻ được đứa con trai tưởng được nhờ cậy tuổi già. Mà nào ngờ, con tù con tội còn phải chăm ngược lại nó. Lão Quánh là ai? Bị tội gì phải đi tù hả các chị? Cô mới về làng nên không biết. Lão Quánh cũng là người làng mình, con bà Năm đấy. Nhà lão ngay ngõ trên nhà cô. Lão bị bắt vì tội trộm cắp. Vợ lão chả chịu nổi, bỏ lão rồi. Lão đi tù mấy năm, nay mãn hạn nên được về rồi. Mà lão ấy cũng gan, dám lấy trộm của nhà lão Dần, đĩa chủ làng mình. Lão Dần vốn có phải tay vừa đâu. Hôm trước nhà em đóng cổng thì nghe động dưới vườn, đánh tiếng hỏi ai đấy thì nghe thấy tiếng chân chạy. Có lẽ nào là... Chết, có gì mất không? Không, lão chồng kể em còn nghĩ chắc chó mèo nhà ai lạc. Này nghe các chị nói, em mới nghĩ, không biết phải lão không. Làng mình trước giờ có ai có tật tấy mấy đâu. Dầu lão Quánh ra tù về mới có chuyện. Bây giờ cửa nẻo phải cẩn thận, xảy ra mất trộm như chơi. Thôi, nhanh chân về các chị ơi, nắng lên đỉnh đầu rồi. Thưa thầy, hôm nay đi hành khất, con nghe người làng nói về chuyện ông Quánh. Ông ấy đi tù về vì tội trộm cắp phải không thầy? Đó là chuyện đã qua rồi. Người làng cũng nói dạo này hay mất đồ, mà chùa ta hôm qua vừa bị trộm xong. Kẻ trộm hôm qua có lẽ nào là... Trời tối, ta và con đều không nhìn rõ mặt. Đừng võ đoán rồi quy chụp mà đổ oan cho người ta. Nhưng dạo này xảy ra nhiều chuyện, chùa khó khăn mà còn bị trộm hết tiền công đức. Thầy thì không chịu báo quan. Hôm nay con đi khất thực, trời lạnh như vậy mà không có một ai bố thí cho. Bây giờ bên ngoài gió mùa đông bắc thổi mạnh, con có thấy lạnh không? Dạ có, chân tay con tê cống cả rồi. Con dọn dẹp đóng cửa rồi thầy trò ta đi nghỉ sớm. Bây giờ con có thấy ấm không? Dạ, giờ được nằm trong chăn nên con thấy ấm rồi ạ. Lúc nãy chăn bông để ở trên giường thì lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Con nghĩ chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông? Dạ, tất nhiên là con người làm ấm cho chăn rồi ạ. Chăn là đồ vật, sao làm ấm cho chúng ta được ạ? Chăn bông đã không cho chúng ta sự ấm áp, lại còn cần chúng ta sưởi ấm nó. Như thế thì chúng ta còn đắp chăn bông làm gì? Dạ, dù chăn bông không sưởi ấm cho chúng ta, nhưng chăn bông dày lại có thể giữ hơi ấm cho chúng ta, khiến cho chúng ta ấm áp và ngủ ngon ạ. Chúng ta là hòa thượng tụng kinh trung chuông, chẳng phải là giống người nằm dưới chăn bông. Còn những chúng sinh kia, chẳng phải họ là một cái chăn bông dày đó sao? Thưa thầy, con chưa hiểu. Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Đến khi đó, chiếc chăn bông dày cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Dạ, đừng chấp niệm với những điều không đáng. Nếu giữ sự ghét bỏ trong tâm sẽ sinh phiền não. Cứ đối với người bằng tấm lòng, tự con sẽ nhận lại sự ấm áp. Một năm sau. Có chuyện gì vậy? Thưa thầy, con thấy có chiếc hộp này
để ở trước cổng chùa ta. Cách đây một năm, vì mẹ già bệnh nặng mà không có tiền chữa trị, nên tôi mới tung quá làm liều, lấy hòm công đức của nhà chùa. Là thư của kẻ trộm đã đến lấy tiền của nhà chùa chúng ta năm ngoái sao ạ? Công chúa đẹp hơn tiên và hoàng tử cầu vồng. Ngày xưa, có nàng công chúa Hana tuyệt sắc gia nhân. Chính vua cha đã ví con nàng là công chúa đẹp hơn tiên. Hana càng lớn càng xinh đẹp và vua cha nàng không thể ngờ được. Chính bí phân của ngài đã khiến con gái rơi vào hiểm nguy khi mạo phạm các vị tiên. Con bé năm nay mới lên 8 mà đã xinh đẹp dáng trần, nhưng ví là đẹp hơn tiên thì ông vua đó quá ngạo mạn. Người sẽ phải trả giá. Dòng dõi tiên tộc khiến ta không thể lấy mạng của ngươi. Được thôi, ta đây sẽ chăm sóc cho ngươi. Bà là ai? Tại sao bà lại bắt cóc ta, muốn lấy mạng của ta? Hãy hỏi người cha ngông cuồng dám ví von ngươi đẹp hơn tiên ấy. Ta là tiên Lagri, hãy nhớ lấy tên của ta. Còn bây giờ, nghe cho rõ, ngươi phải giữ cho lửa trong bếp lò kia không bao giờ tắt. Vua cha sẽ sớm tìm đến cứu mình ra khỏi đây thôi. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, Hana vẫn không thể được giải cứu. Nàng dần quen với cuộc sống cô đơn, đêm ngày giữ lửa trong bếp lò. Nàng ơi, nàng chớ có sợ. Bao lâu yên lặng ngắm nàng, giờ ta mới dám mở lời. Hả? Ai vậy? Thật ra ta là một vị hoàng tử. Vì vua cha ta gây thù với bà tiên ác Lavri, nên ta bị bà ta lấy mất hình hài nhốt vào lâu đài này. Chỉ cất tiếng nói được thì có cầu vồng thôi. Thật là có chuyện như vậy thật sao? Vốn dĩ ta rất đau đớn, bất lực, nhưng từ khi biết trong lâu đài còn có nàng, ta được an ủi biết bao. Thì ra là như vậy. Ta vốn cũng bị bà tiên ác đó bắt cóc tới đây. Bà ấy bắt ta phải giữ lửa trong bếp lò ở điện không bao giờ tắt. Từ hôm đó, Hana cùng chàng hoàng tử cầu vồng thường xuyên trò chuyện, thấu hiểu lẫn nhau. Hôm nay không có mặt trời, cầu vồng không xuất hiện, mình không nói chuyện với chàng được rồi. Ta đợi chàng đã mấy hôm nay, cuối cùng đã có nắng lên rồi. Và ta cũng vậy, ta mong từng ngày nắng lên. Hả? Thôi chết, mãi nói chuyện cùng với chàng, ta quên mất bếp lò trong điện rồi. Vậy nàng mau vào xem đi. Nhìn đi, lửa đã tắt ngấm rồi kìa. Ta xin lỗi, ta nhất định sẽ thổi lửa cháy lại.
Thôi làm việc vô ích đi. Bây giờ nhà ngươi lập tức đi xin nửa nhà bà Lori cho ta. Đi ra khỏi lâu đài, rẽ phải một dặm sẽ đến hang động của Lori. Đi ngay cho ta đi. Cơ hội trừ khử ngươi cuối cùng cũng đã đến. Mụ quỷ Lori đó sẽ thay ta kết liễu nhà ngươi. Bà Lori. Nhưng mụ Lori không ngờ được Hana đã gặp chồng Lori, kẻ luôn mê đắm cái đẹp. Trời ơi, trên đời có cô gái xinh đẹp đến nhường này hay sao? Mà cô là ai vậy? Là tiên hay quỷ? Tôi vốn là một công chúa, từ lâu đã bị bà tiên ác Lori bắt đến lâu đài của bà ấy. Xin hỏi bà Lori có ở nhà không ạ? Tôi đến muốn xin một ít lửa. Vậy là cô là con người? Ai xui cô đến nhà của quỷ để xin lửa vậy? Là bà Lori. Ông nói nhà của quỷ là sao chứ? Đừng sợ, chúng ta không gây hấn với người. Tuy vậy mụ vợ của ta sẽ lấy mạng người nào bén mảng đến đây. Nhưng cô bay rồi, mụ không ở nhà, ta sẽ cho cô lửa. Sao lại có thể từ chối người đẹp chứ? Nếu có bị mụ Lori đó khống chế, hãy ngậm viên ngọc này. Hy vọng cô gái xinh đẹp sẽ sớm thoát khỏi cái vùng đất của quỷ và tiên ác này. Chuyện quái quỷ gì đây? Thả ta ra, ta đã mang lửa về cho bà rồi mà. Rồi sẽ đến lúc ta trừ khử được mi. Ngày mai trước hết sẽ là ngày tận mạng cho gã nhân tình của mi. Bà không được làm hại chàng ấy. Bị nhốt ở đây rồi, mình không thể gặp được chàng ấy. Không biết bà ấy định làm gì chàng nữa. À phải rồi, không có đài phun nước vẫn có thể tạo ra cầu vồng mà. Hana ơi, giờ ta sắp phải rời khỏi nơi đây rồi. Mụ Lori sắp bắt ta đi. Ta chỉ lo cho nàng thôi. Nhưng mụ Lori định đưa chàng đi đâu chứ? Ta cũng không biết nữa. Bà ấy đang triệu hồi ta. Hình như là đến một căn liều hoang ở bìa rừng. Hana, thật bất lực vì không thể giúp nàng lúc này. Hana, nếu còn có thể gặp lại. Hana. Hoàng tử, hoàng tử. Khi mụ Lori khống chế, hãy ngậm viên ngọc vào miệng. Mình nhất định phải ra được khỏi đây để đến căn liều hoang cứu chàng. Đứng lại, lần này ta sẽ trực tiếp lấy mạng của ngươi, đừng hòng chạy thoát. Ánh sáng quái quỷ gì thế này? Mắt của ta, mắt của ta làm sao thế này? Đứng lại, ta phải giết ngươi. Đúng là căn liều này rồi. Chàng ơi, có phải là chàng đó không? Bà Lori đã làm gì chàng rồi? Chàng mau tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ mà. Hana, đúng là nàng rồi. Hoàng tử. Hana, khi ấy là ta muốn nói với nàng, nếu còn có thể gặp lại, nàng hãy làm vợ ta nha. Hai người sau đó nên duyên. Sau đám cưới ở đất nước của hoàng tử, công chúa cùng chồng của mình trở về vương quốc cha mẹ ruột của cô. Sau bao năm xa cách, đức vua và hoàng hậu vui mừng khôn xiết khi gặp lại con gái